Sáng nay Hoàng Ghi xin ghé giới thiệu đến toàn thể quý vị số cua Thành Quả nha. Sáng nay đi hai anh em đi thăm đập 1 nha. Cua biển Cà Mau. Được mấy mồi thì được mấy giống được. Cua biển Cà Mau nha quý vị. Thơm ngon. Ngon từ thịt, ngon từ xương, ăn luôn cái xương rất ngon quý vị. Xương da. Đó. Chưa càng to chưa rồi quay phim đó chụp hình quay xong chụp hình lại vừa chụp vừa quay không biết vừa đâu chỉ thăm đợt một như đây từ từ còn đợt hai đợt ba đợt bốn đợt năm đợt sáu nha để chiều tối nha. Quay xuống chụp hình đó. Kéo lên. Quay lên chụp hả? Thôi nhắc lên cô quay rồi chụp không? Ở đây nè, đây chụp. Đây quay phim nè. Rồi đó. Rồi gì đây? Rồi. Nè, 2 phút. Trong coi được không? Đem đâu? Đem cứ đem đi theo luôn. Vô nhà, bỏ nhà đi, đem đâu? Tới đuôi, coi vậy? Đi theo luôn. Đó. Được rồi, tới đuôi được rồi, kết thúc được rồi, 2 phút được rồi. Này đó, thấy chưa? Sông nước là của... Ôi bắt mưa luôn rồi. Mình vừa thăm cua vô, hai anh em vừa thăm cua vô nha. Lúc nãy là không mưa. Vừa về tới nhà là mưa luôn quý vị. Em đã vừa trói cua xong là mưa liền luôn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video clip 2 phút của chúng tôi. Xin chào tạm biệt.